Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Châu Phạm Stock. Sau khi kết thúc phiên giao dịch đầu tuần thì VN của chúng ta có xu hướng quay đầu giảm điểm trở lại và nó gần như phủ định cái phiên hồi phục rút chân trước đó. Về mặt chỉ số thì VN của chúng ta giảm hơn 18 điểm với lại cái thanh khoản thấp. Vậy thì đối với những cái vận động này, liệu những cái xu hướng sắp tới của thị trường nó có khả năng đục thủng cái vùng đáy trước hay không? Và nếu như xu hướng tiếp tục điều chỉnh thì đâu sẽ là những cái vùng thị trường ngừng rơi hay còn gọi là tạo đáy ha? Thì trong video ngày hôm nay em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi bóc tách cái vấn đề này. Thì nếu như anh chị nào có theo dõi cái video cuối tuần của em nè, đấy, quan điểm em có đưa ra là gì? Cái nhịp hồi phục ở phiên hôm thứ 6 nó không đạt với cái tiêu chí tạo đáy của thị trường. Vậy thì đối với một cái xu hướng mà thị trường của chúng ta đang giảm mạnh ha, thì những cái lực hồi với lại khối lượng thấp như thế này thì cái tính chất thị trường ở những cái phiên sau nó giảm điểm là điều bình thường, nó quay lại nó giảm ngay là điều bình thường nha anh chị. Những cái nhịp hồi này nó không mang tính thuyết phục đấy. Và anh chị mình lưu ý đối với những cái vận động giảm ngày hôm nay, nó có một cái điểm đặc biệt nữa, đó là gì? Cái lực bán nó đổ dồn vào cuối phiên rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy những cái nhóm cổ phiếu nhé, như là chứng khoán nè, mặc dù đã giảm rất sâu rồi nhưng anh chị mình thấy cổ phiếu nào nó cũng giảm ở giá sàn hoặc là gần sàn cả, đúng không? SHS nè giảm hơn 8% nè, MBS nè 7% nè, đúng không? Rồi bất động sản khu công nghiệp đi, đấy, những cái nhóm cổ phiếu nó cũng giảm luôn đấy. Rồi đầu tư công cũng vậy, mặc dù đã giảm rất sâu nhưng mà chúng ta thấy cũng lộ sàn khá là nhiều đấy. Vì vậy là chúng ta có thể đánh giá được là mặc dù ở những cái thời điểm này nhưng mà chúng ta có thể thấy là lực bán của thị trường nó vẫn còn ha. Nhưng mà một cái điểm á, mà anh chị mình cực kỳ phải lưu ý, đó là cái việc thị trường giảm mà thanh khoản thấp chứng tỏ là gì? Lực cầu nó không đỡ nha anh chị. Đấy, và cái trạng thái mà giảm volume thấp á, là chúng ta đã trải qua cái giai đoạn downtrend năm 2022 rồi. Và chúng ta cũng biết rất rõ cái tình cảnh đó là giảm mà không có khối lượng á, thì cổ phiếu nó rơi không biết về đâu luôn. Đó, mà mình bắt một cái là coi như cục tay sớm luôn nha anh chị. Đấy, anh chị mình thấy nè, giảm mà cứ vol thấp nè, rồi sau đó nó lại giảm tiếp nè, mặc dù vol thấp nó vẫn giảm. Thấy không, thấy kinh khủng như vậy á. Nên thành ra là lưu ý giúp em nha, đối với những cái vận động này mà cái lực bán nó đổ dồn vào cuối phiên nữa thì cái dư địa bán nó sẽ tồn động sang cái phiên giao dịch ngày mai. Đấy, nên là cái xu hướng của thị trường á, cái việc mà đấy, cái vùng đấy, cái vùng gọi là 103X nè, đúng không? Cái vùng mà thị trường rút chân này nó có khả năng đục thủng qua nha. Đó, và chúng ta phải chuẩn bị cho cái tâm lý này. Vậy thì đâu sẽ là những cái vùng mà thị trường nó có khả năng tìm về và có khả năng tạo đáy ngắn hạn? Thì ở đây anh chị mình lưu ý, em đã có chia sẻ ở cái video trước, đó là thị trường của chúng ta đang trong cái nhịp giảm số 2, có đúng không? Đấy, thì ở cái nhịp giảm số 2 này, cái biên độ giảm của cái nhịp giảm này á, nó ở ngưỡng là đâu đó khoảng 10% ha. Anh chị mình đo lường cái nhịp giảm thứ nhất này, nó nằm ở ngưỡng là gần 12%, 11.8%. Đấy, thì còn đâu đó khoảng tầm gần 2% nữa thì cái biên độ giảm của cái nhịp số 2 nó sẽ bằng với cái nhịp giảm số 1, đúng không? Và em ước lượng là nếu như mà nó có cùng cái biên độ giảm với cái nhịp giảm số 1 thì nó sẽ trùng khớp với lại cái vùng hỗ trợ đáy trước của thị trường, tức là cái vùng 1020. Đấy, vì vậy tại đây em đánh giá là thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái phản ứng nhất định. Và nếu như nó tạo đáy được thì rất tốt nha anh chị. Nếu như mà nó tạo được đáy ở đây thì cái việc mà thị trường nó về 1000 á, thì cái kịch bản là nó không xảy ra, đúng không? Về tới đây là nó sẽ có khả năng hồi. Còn ví dụ hồi lên nó giảm tiếp thì lúc đó mình sẽ tính sau ha. Còn nếu như về tới đây nè mà nó đỡ tốt thì anh chị mình phải chuẩn bị cho cái kịch bản là thị trường của chúng ta có khả năng tạo đáy quanh những cái vùng 1020. Đấy, em kể ở đây là cái khung 1020, 1030 thì em sẽ cho là cái vùng 1025 cộng trừ 5 điểm ha, để mình có thể dễ hình dung. Đấy. Và cái trường hợp của VN Index ở thời điểm hiện tại á, anh chị mình có thể tham khảo cái giai đoạn downtrend năm 2018 á. VN của chúng ta nó có tương tự cái tính chất như vậy. Tức là gì? Cái thời điểm mà thị trường giảm điểm á, nó cũng xem trong cái giai đoạn này. Ví dụ như nha, VN bắt đầu cái nhịp giảm là vào đầu tháng 4, là từ vùng 1250 giảm về tới hiện tại là đâu đó khoảng
bắt đầu giảm từ 1250 là từ đầu tháng 9 cho đến thời điểm hiện tại là cũng gần 2 tháng ha. Thì cái giai đoạn năm 2018, cái nhịp đao đó anh chị, nó cũng khoảng tầm 2 tháng mấy, 3 tháng thôi. Tức là cái nhịp giảm số 2 đó, từ nhịp 1 cho đến hết nhịp 2 á, thì nó cũng nằm trong cái khoảng là từ 2 tháng mấy thôi. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể thấy được này, thị trường thời điểm đó tạo một cái đỉnh rơi, sau đó tiếp tục hồi phục và rơi mạnh hơn, sau đó lại hồi phục và có một cái nhịp giảm mạnh nữa, rồi sau đó là mới tạo một cái vùng biên đi ngang tái tích lũy. Đấy, thì anh chị mình có thể đo lường nè, ở cái nhịp giảm số 1 nha, là VN Index của chúng ta giảm khoảng 17%. Đấy, và ở cái nhịp giảm số 2 chúng ta có thể đo lường là từ cái đỉnh số 2 xuống cái đáy số 2 là bao nhiêu phần trăm, cũng xem với cái mức biên độ đó ha. Đấy, vì vậy là anh chị mình có thể lưu ý nè, tại cái thời điểm đó thì mình giống qua, đây cũng là những cái vùng hỗ trợ đáy trước của thị trường luôn. Đấy, nên là ở thời điểm hiện tại thì anh chị mình lưu ý giúp em ha, là hạn chế vào bắt sớm. Cái việc mà anh chị mình không vào bắt sớm á, là mình đã gọi là thành công hơn những nhà đầu tư khác rồi. Anh chị mình thấy là ngày hôm nay là cái phiên hàng về của cái nhịp thứ 5 này nè. Đó, hàng về anh chị thấy là chưa chắc đã có lãi, đúng không? Mà mình bắt những cái mã cổ phiếu mà còn dư địa rơi, ví dụ như IDC nè, là còn giảm mạnh nữa, anh chị thấy không? Rồi những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán nè, mặc dù giảm rất sâu rồi nhưng mà ngày hôm nay lại tiếp tục giảm, bắt đáy là hôm nay có cái giá sâu hơn. Rồi những cái nhóm cổ phiếu như là đầu tư công nè, đấy, rơi là rơi không phanh luôn, đúng không? Bắt đáy, bây giờ đa số anh chị mình sẽ ít nghe cái từ bắt đáy trên thị trường lắm. Đó, tại vì bắt đa số là đều cục tay rồi anh chị, nên thành ra là chúng ta trên một cái tinh thần luôn chuẩn bị vốn giúp em ha, trên một cái tinh thần sẵn sàng để khi mà thị trường tạo những cái tín hiệu xác nhận á, thì mình có thể tham gia, mình đánh một cái sóng hồi nó kéo dài khoảng vài tuần thì như thế nó mới kịp cái T cộng đó. Thực chất thú nhận với anh chị luôn á, là cũng có chia sẻ rồi ở những video trước, đó là cái đoạn mà thị trường nó đi ngang như thế này nè, tại hệ thống cũng đặt cược, và em cũng đã có chia sẻ với anh chị mình trên video là mình chấp nhận một cái phần rủi ro tại thời điểm đó, trích một cái phần vốn nhỏ để mà đánh T cộng anh chị. Nhưng mà sao, hàng về không đạt kỳ vọng, mà hôm đó là thị trường của chúng ta là cái hôm mà hàng về là trúng ngay cái ngày 26 tháng 10 luôn anh chị. Đấy, và khi hàng về thì em đã bắt đầu cho xử lý luôn, chứ mình không có dây dưa, mình không có chờ đợi gọi là kỳ vọng về cái sự hồi phục của thị trường, đúng không? Mà mình chấp nhận, mình vào cái thời điểm đó mà cổ phiếu nó không đi đúng cái kỳ vọng, nó về nó test thủng đáy luôn, là mình xử lý ngay cái thời điểm đó luôn, mình tu thủ mình cắt luôn, chứ mình không có kỳ vọng hồi hay là cái gì cả. Và anh chị mình thấy ở thời điểm hiện tại đó thì xu hướng của thị trường nó cũng chưa có cải thiện, nó cũng đang giảm rất mạnh, thậm chí là giảm có giá sâu hơn của cái phiên giao dịch ngày 26 tháng 10 nữa, đúng không? Thì ở đây chúng ta có rút ra một bài học là gì? Nếu như mình đã chấp nhận rủi ro và mình tham gia cổ phiếu trong một cái thị trường giá xuống thì sao? Mình phải tuân thủ những cái nguyên tắc mà mình đã đặt ra ha. Thì như thế mình mới có thể gọi là gì, tồn tại lâu trên thị trường được anh chị. Chứ mà mình gọi là mình cái view của mình đánh ngắn hạn nhưng mà mình lại kỳ vọng dài hạn á, mình lúc đầu là cái chiến lược mình đánh ngắn hạn đúng không, nhưng mà khi mà mua cổ phiếu xong mình lại chiến lược nó dài hơn một chút, thì như thế là không đồng nhất cái quan điểm. Đấy, nên là anh chị mình phải lưu ý giúp em ha. Mặc dù là có một số anh chị mình nói là tại sao Châu lại bán cái giá thấp quá như vậy. Đấy, trong phiên cổ phiếu giảm 5% mình cũng bán luôn. Đó, quan trọng là cổ phiếu tại thời điểm đó nó đã vi phạm cái nguyên tắc quản trị của mình rồi thì mình hành động thôi. Chứ một khi cổ phiếu nó vi phạm rồi mình lại có những cái sự kỳ vọng đợi cổ phiếu nó hồi thì biết bao giờ nó mới hồi. Anh chị mình có nghĩ tới cái kịch bản là cổ phiếu nó không hồi không, mà nó lại giảm mạnh hơn không? Đó, thường á, cái cuốn sách em đọc gần đây thì mắc có nói là gì, thà cắt lỗ sai còn hơn việc là mình mua may mắn. Thì ở đây chúng ta có thể rút ra được một cái bài học, đó là về cái việc quản trị vốn, quản trị dòng tiền và tuân thủ các nguyên tắc đầu tư. Đó, không chấp nhận gọi là cái việc mà anh chị mình mua may mắn á, nó sẽ tạo cho anh chị mình một cái thói quen mình mua
bắt đáy cái hồi lên thấy có lãi, thấy thích quá, sau này nó cứ gọi là theo cái thói quen mình cứ vào mình bắt đáy đó. Nhưng mà sẽ có một ngày chúng ta phải chịu về hậu quả cái việc mà mình mua bất chấp như vậy, mình đầu tư không có nguyên tắc. Còn cái việc anh chị mình đầu tư có nguyên tắc á, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng tồn tại qua được những cái nhịp giảm điểm như thế này của thị trường. Những cái nhà đầu tư mà rút khỏi thị trường á, thường là những cái nhà đầu tư mà mình cứ cố đi ngược thị trường á anh chị. Đấy, tức là thị trường giảm mà mình cứ mua, mình cứ bắt đáy rồi mình lại kỳ vọng á, rồi mình lại gọi là không tuân thủ những cái nguyên tắc đã đặt ra, thì như thế nó rất dễ bị đào thải nha. Đấy, nên là ở đây em chia sẻ một số cái quan điểm của mình để mà anh chị mình lưu ý. Thì nói tóm tắt lại về cái xu hướng của Vini nhé, đó là gì? Khả năng thị trường nó vẫn sẽ có đục thủng những cái vùng 103X này và nó về tới những cái vùng 1025 cộng trừ 5 điểm. Đó, và tại đây mình sẽ tiếp tục quan sát cái phản ứng ha. À, đây cũng là những cái vùng hỗ trợ đáy trước của thị trường nè. Nếu lực đỏ tốt, khả năng tạo đáy cao thì sao? Có khả năng xuất hiện những cái nhịp sóng hồi và chúng ta sẽ tham gia ở những cái nhịp sóng hồi đó. Còn nếu như về tới đây anh chị mình thấy là cái lực đỡ, cái lực cầu á, cái dòng tiền á mà nó còn yếu, như cái phiên giao dịch ngày hôm nay nè, cổ phiếu giảm mà nó không có cầu đỡ thì mình tiếp tục chờ đợi ha. Tại vì sao? Xác suất nó về tới những cái vùng 1000 là có khả năng xảy ra đấy. Nên là gì? À, đúc kết lại, cầm tiền mình nên chờ đợi thêm ha. À, mình cũng thời điểm này em nghĩ là cũng chưa có phù hợp để mà mình giải ngân thăm dò đâu anh chị. Đấy, nên là tốt hơn hết sẽ có những cái tín hiệu ổn định hơn của thị trường, em sẽ tư vấn anh chị mình tham gia. Đó, dạ rồi, thì mình nghĩ qua một số cái nhóm cổ phiếu, ví dụ như dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng anh chị mình thấy ngoài cái việc Techcombank giảm mạnh ha là rất là xấu rồi. Đó, thì chúng ta có thể thấy STB ngày hôm nay nữa nè, nó lại phát những cái tín hiệu rất tiêu cực. Anh chị mình còn nhớ cái video ngày hôm qua em có chia sẻ con này là nó sẽ đồng pha với thị trường nè. Cái việc rút chân của nó chưa nói lên được nhiều. Và nếu như nó thủng cái đường EMA 200 này nó sẽ rất là tiêu cực, đúng không? Khi mà thị trường của chúng ta ổn á, thì có thể nó khả năng đi ngang. Mà khi thị trường bất ổn thì sao? Nó có khả năng thủng đường EMA 200. Đó, thì có phải vận động của STB ngày hôm nay nó đi y chang cái những gì mà mình có chia sẻ với anh chị ha. Đấy, cái việc mà cổ phiếu nó giảm, anh chị mình thấy nè, biên giảm rất sâu nhưng mà gì? Khối lượng rất bé. Tức là gì? Cầu nó không đỡ luôn anh chị. Đó, một cái lệnh bán nhỏ thôi cũng đủ làm cái biên giá của cổ phiếu trượt nhanh. Nên là lưu ý giúp em ha. Bây giờ là cứ chờ thêm. Đó, rồi mình nhìn sang những cái mã như BID. BID ngày hôm nay lại quay đầu giảm trở lại, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là cái xung lực tăng của con này nó cũng không có duy trì được. Đó, nên thành ra là cũng không có đỡ giúp cho VN. Còn ví dụ như Vietcombank ngày hôm nay nó lại rút chân được trong ATC, thì về cái mặt chỉ số nó có neo lại tốt. Thì em cũng kỳ vọng là những cái mã cổ phiếu này nó đừng có quá tiêu cực. Giờ những cái mã này mà nó tiêu cực nữa thì nó sẽ rất là áp lực lên cho thị trường của chúng ta ha. Rồi CTG anh chị mình thấy nè. Đấy, con này em thấy nó rất là mông lung nha. Khả năng nó sẽ thủng về những cái vùng 27 á. Đấy, anh chị mình lưu ý nè. Đó, cái vận động của cổ phiếu nó rất là mong manh luôn. Mà cái MACD đang có xu hướng là có tín hiệu là cắt xuống nữa. Đấy, nên là lưu ý ha. Trụ mà nó giảm thì VN cũng khó giữ được, nên là mình phải cẩn thận một chút. Rồi, ví dụ như dòng thép đi. Ngày hôm nay thì dòng thép á, những cái mã như là Hai Sen cũng hồi khá là ok nè. Nhưng mà sáng hồi nhưng mà cuối phiên cũng không có giữ được luôn. Đúng không? Sáng là nó có nỗ lực tăng về lại những cái vùng 18 nè. Nhưng mà sao? Cuối phiên gặp cái áp lực của thị trường không tránh khỏi, quay đầu giảm về luôn. Nam Kim cũng vậy. Và những cái mã cổ phiếu như là CTD nè, anh chị mình thấy sáng tăng gần trần, chiều giảm về luôn. Anh chị mình thấy cái mức độ dao động của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại nó rất là lỏng không? Đó, nên là mình phải tỉnh táo nha anh chị. Tránh cái việc mà mua đuổi giá xanh trong phiên. Và em chủ trương là những cái nhịp hồi á, em có chia sẻ rồi. Đây, những cái nhận định sáng nay của em tại hệ thống nha. Thì mình có chia sẻ là gì? Chẹt 1 giờ và ni tạo được stopping volume. Và nếu như MACD có tín hiệu cắt lên thì khả năng thị trường sẽ ngừng giảm và chuyển sang trạng thái đi ngang hoặc là hồi nhẹ. Lưu ý là trạng thái này trong ngắn hạn thôi. Các nhịp hồi kỹ thuật không phù hợp để mua mới, vì chúng ta vẫn ưu tiên đánh nhịp hồi khi mà thị trường đã có xác nhận tạo đáy ở chẹt ngày.
Đấy, vậy nên nhà đầu tư cân nhắc cơ cấu cổ phiếu hạ margin khi thị trường có hồi ngắn về những cái vùng 1080 cộng trừ. Đấy, thì hôm nay là nó có hồi, VN của chúng ta là nó có hồi hồi nhẹ thôi, cũng chưa về được tới những cái vùng đó nữa, chạm đúng cái vùng 1060 là quay đầu rồi. Đấy, thì thành ra các lực bán của thị trường nó vẫn còn, nên là anh chị mình hạn chế nha. Và đặc biệt những cái cổ phiếu nào mà nó còn dư địa giảm như là IDC nè, đúng không? Đó, nó nêu nêu cái rất dễ giảm ha. DGC cũng vậy nè, con này mà nó mà xác định cái xu hướng giảm á anh chị, là cái vùng hỗ trợ nó phải dưới đây nè. Đấy, tương tự như FPT á, đúng không? Thủng những cái vùng hỗ trợ này thì xu hướng sẽ về tìm những cái vùng hỗ trợ dưới. Đấy, áp lực nha. Dầu khí thì em vẫn đang canh thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì khá là fail, tại vì giảm sâu, khối lượng thấp, với lại là cái MACD đang có chiều hướng mở biên rơi nè. Đấy, thì thành ra là nó sẽ chưa đạt về cái tiêu chí giải ngân của mình đâu. Em có chia sẻ là cổ phiếu này cái xu hướng giữ tốt đúng không? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng ta nên chờ thêm ha. Tại vì ở cái nhịp test lại này là nó đã fail rồi, nó phủ nhận cái phiên tăng trước luôn rồi, và nó có yếu tố giảm sâu hơn và gần như là thủng, có những cái tín hiệu thủng cái đường trendline tăng trung hạn luôn. Đấy, vì vậy là hạn chế vào sớm và mình nên chờ thêm nha anh chị. Đấy, lưu ý nha. Rồi, bất động sản thì bất động sản mình nghĩ sang những cái mã cổ phiếu neo nền đi đó, thì bây giờ những cái mã này nó vẫn loanh quanh vùng nền thôi. Đấy, thì thực chất em vẫn đang quan sát cái nhóm cổ phiếu bất động sản đó, chứ mình không bỏ bê tại vì cái trạng thái neo nền của cổ phiếu đấy. Nhưng mà mình sẽ chờ những cái tín hiệu xác nhận. Đôi khi á, những cái nhóm cổ phiếu bất động sản thế nè anh chị mình lưu ý, thị trường mà nó có khả năng điều chỉnh á, những cái nhóm này nó vẫn sẽ điều chỉnh, nhưng nếu như mà nó mạnh nha thì nó sẽ có xu hướng hồi phục. Tức là khi mà thị trường chỉnh á, ví dụ như nó có khả năng thủng cái vùng đi ngang này luôn đó, nhưng mà nó sẽ tạo sprint, nó sẽ tạo những cái điểm gọi là wash out, rũ bỏ, và sau đó là nó sẽ bước vào một cái nhịp tăng mạnh nếu kịch bản là tích cực và nhóm cổ phiếu này nó còn dư địa ha. Thì mình sẽ chờ theo dõi cái vận động của cổ phiếu để mà đưa ra cái góc nhìn cho anh chị nhà đầu tư tham khảo. Còn ở thời điểm hiện tại thì anh chị mình cứ để cho cổ phiếu nó vận động ha, chưa đạt về những cái tiêu chí mua đâu. Dạ rồi, thì cái video ngày hôm nay em xin phép kết thúc tại đây ha. Những cái điều mà em muốn chia sẻ thì em cũng đã truyền tải với anh chị mình rồi. Và nếu như anh chị thấy hay thì cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like video và ủng hộ em một phần đăng ký kênh. Đây sẽ là những động lực rất lớn giúp em ra thêm nhiều video hơn, chia sẻ đến với anh chị nhà đầu tư. Và anh chị cũng đừng quên là em có một cái nhóm cộng đồng á. Đây, cái nhóm này thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về kiến thức, trao đổi. Nếu anh chị nào có thắc mắc về cổ phiếu thì có thể để lại câu hỏi trong cái group này, em sẽ hỗ trợ giải đáp ha. Và em cũng sẽ gọi là update những cái nhận định và những cái kiến nghị của mình cho anh chị nắm bắt. Nên là anh chị mình tham gia room này hoàn toàn miễn phí nhé. Dạ rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này, và hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo.